Xin chào quý vị và các bạn. Tại các tỉnh thành miền Bắc, trời tạnh giáo, có nắng về trưa và chiều, nền nhiệt cao nhất trong ngày tăng nhẹ lên mức 30 đến 33 độ. Riêng các tỉnh Tây Bắc Bộ còn chịu ảnh hưởng của hội tụ gió nên còn mưa về chiều, cục bộ có mưa to kèm dông mạnh. Thủ đô Hà Nội chiều và tối nay khả năng mưa giảm xuống dưới 50%, còn trưa chiều có nắng với nhiệt độ cao nhất ở quanh mức là 32 đến 33 độ, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Với miền Trung, các hình thế gây mưa ở hai đầu khu vực hoạt động yếu nên trưa chiều nay trời có nắng tại nhiều tỉnh thành, nhiệt độ cao nhất phổ biến dưới 35 độ. Đến chiều tối, dọc vùng núi từ Nghệ An cho đến Quảng Ngãi sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to và dông mạnh. Người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn dông. Thành phố Đà Nẵng cũng chịu tác động của hình thế gây mưa nên đêm qua nhiều nơi có mưa to đến rất to và những cơn mưa sẽ có khả năng lặp lại trong chiều và tối nay. Còn trưa chiều trời tạnh giáo hơn, nhiệt độ cao nhất ở quanh ngưỡng là 31 đến 32 độ. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, rãnh thấp xích đạo tiếp tục nâng trục lên phía Bắc, vì thế cả hai khu vực đều có mưa dông về chiều và tối. Vùng mưa lớn tập trung ở khu vực miền Tây Nam Bộ và một số các tỉnh miền Đông như là Bình Phước, Tây Ninh hay là Bình Dương. Người dân cần đề phòng với tố lốc, gió giật trong cơn dông cũng như nguy cơ ngập úng cục bộ vùng trũng thấp. Do có mưa nên nhiệt độ ở các tỉnh thành phía Nam duy trì ở mức mát mẻ. Chỉ một số nơi ở miền Đông Nam Bộ như là thành phố Hồ Chí Minh là nhiệt độ có thể đạt mức 34 đến 35 độ vào trưa chiều. Thời tiết chuyển mát mẻ hơn nhiều so với đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục vừa qua. Tuy nhiên, những cơn mưa chuyển mùa thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng xấu tới các hoạt động giao thông giờ tan tầm. Người dân cần chú ý để đảm bảo an toàn. Đến đây, bản tin thời tiết trưa ngày 17 tháng 5 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Thank you.